ngọc khói. Nhưng mà anh ơi, em sợ. Không ra đâu, có anh đây rồi. Tối về, ông mua robot cho hai anh em mình. Ngày mai nha. Nhưng mà ba và mấy chú có tìm thấy mình không anh ơi? Chắc chắn là có rồi. Ba và mấy chú lính cứu hỏa sẽ tìm được anh em mình. Ngày mai em ngày mai nha. Dạ. Gọi cấp cứu đi, ngọc nữ đang sống, ngọc nữ tử vong rồi. Ôi trời ơi, nhanh ra ngoài, nhanh lên. Con, tôi còn thằng con trai lớn nữa, con có thấy nó đâu không? Anh hai con bị gì vậy cha?